Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin giá vàng được phát trên kênh Tiết Du Khay. Bản tin giá vàng ngày hôm nay vẫn có những nội dung sau, mời bạn lắng nghe. Mời bạn lắng nghe bản giá vàng chi tiết được cập nhật mới nhất vào lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 7 tháng 11 năm 2020. Vàng bất ngờ tăng vọt, tăng thêm 450.000 đồng trên lượng. Vàng SJC mua vào 56.300.000 đồng một lượng, bán ra 56.900.000 đồng một lượng. Vàng Việt Tinh Banh Gold mua vào 56.250.000 đồng một lượng, bán ra 56.770.000 đồng một lượng. GB Banh Gold mua vào 56.200, bán ra 56.750.000 đồng một lượng. Sacombank mua vào 56.200, bán ra 56.750.000 đồng một lượng. Machibank Thai mua vào 55.600, bán ra 56.800.000 đồng một lượng. SHB mua vào 41.300, bán ra 41.820.000 đồng một lượng. Vi Hồng SJC mua vào 56.300, bán ra 56.700.000 đồng một lượng. Phú Quý SJC mua vào 56.300, bán ra 56.700.000 đồng một lượng. Bảo Tín Minh Châu mua vào 56.300, bán ra 56.650.000 đồng một lượng. DG SJC mua vào 56.200, bán ra 56.700.000 đồng một lượng. Ngọc Hải SJC mua vào 56.000.000, bán ra 56.700.000 đồng một lượng. BNG mua vào 54.200, bán ra 54.700.000 đồng một lượng. Nhẫn BNG 24K mua vào 54.200, bán ra 54.700. Nhẫn tròn trơn mua vào 54.000.000, bán ra 54.600. Nhẫn Phú Quý 24K mua vào 53.900, bán ra 54.700. Ngọc Hải 24K mua vào 53.600, bán ra 54.400. BNG 24K mua vào 53.600, bán ra 54.400. BNG 18K mua vào 39.500, bán ra 40.950.000 đồng một lượng. Bản tin giá vàng hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại bản tin tiếp theo.